anh chị bỏ nhẹ một xíu nước ở đây nè, anh chị dễ hút đây anh chị nè, bỏ nhẹ một xíu nước thôi, mình có bỏ lên trên nhé, không cần nhé. Đây mình lấy một cục bột vừa đủ đây ha, lấy nhỏ thôi, xong mình đợi cho nó ráo, nó khô một chút xíu, đừng có để nó chảy ha. Mình đặt lên này, đó, mình đưa xuống, ép hai bên hông làm sao cho nó thẳng ra, đó, anh chị ép hai bên hông vô, đếm như giữa nè. Rồi anh chị bắt đầu đưa kéo cái bột xuống, kéo cái xuống dưới nè, để anh chị dễ hút ha, mình sẽ xuống dưới. Bắt đầu mình sẽ lấy nước nè, mình đè cái mũi cọ nè, mình đánh cho cái chỗ này nó mỏng lại ha, đánh nè, nhớ phải đủ hai bên hông nha anh chị nha. Đây mình vuốt xuống nè, mình đưa cọ mình vuốt xuống, đó, mình đưa vuốt xuống nè, nhớ là phải đè cái thân cọ xuống anh chị nha, nhớ đè cái thân cọ xuống. Đây mình ép hai bên hông nè, cái hai bên hông này á anh chị phải đưa cái cọ thẳng, vuốt thẳng xuống, đây vuốt thẳng xuống như thế này, đó, mình cắt bột đi ha. Đây. Chị thấy ha, thì hai bên hông anh chị phải vuốt thẳng xuống nè, ép cái phần thân cọ vô nè, nhẹ nhàng, đây, ép vô nè. Ép chưa nè, đó, ổng ha, đây biết là tóc quá, mày bớt đi cái trời ơi, mày có phá nữa được không? Đây, thì ví dụ như cái này xong rồi, mình sẽ lấy một cục thứ hai, nhớ cũng vậy nha anh chị nha, để ráo một chút xíu, cục thứ hai sẽ nhỏ hơn chút xíu nè, anh chị nhìn nè, mình sẽ đặt lên sát cái đi cồn, là khi mà anh chị đặt lên đó, anh chị nhấn nhẹ nó, cho nó nhả cái bột ra nè, anh chị thấy không? Đó, anh chị bắt đầu dùng cái mũi cọ nè, đẩy lên từ từ nè, mình đưa xuống nè, mình sẽ vuốt trước đã, ha, xong bắt đầu mình đưa cái cọ sát ra hai bên hông nè, đè vuốt nè, đè vuốt áp sát nó vô nha, đây mình vuốt xuống, đây, xong khi mà mình vuốt xong á, anh chị sẽ lên một chút xíu nhẹ nhàng thôi, ít thôi ha, thì nó sẽ hở lên chút xíu anh chị, để mũi cọ áp sát nó vuốt xuống, đó bên đây cũng vậy, đây, chị thấy ha. Thì tí này em sẽ chỉ cho anh chị cái cách giũa cái xếp mà không cần phải mài nhiều nha, không cần phải mài trên cái mặt móng này mà làm ra rất là đẹp nha, mình không có cần phải tốn thời gian. Cái cách này dành cho những anh chị nào mà không có sức á, giũa mệt á, tí này em sẽ chỉ cho anh chị giữ y cái xếp này luôn mà không cần phải giũa trên mặt móng này ha. Cái đó thì mình nhờ cái máy. Ok, tiếp tục nhóm thứ hai nè. Anh chị để ý cái cách mà em bỏ cục bột á là em tới hai bên hông nha. Đây anh chị để ý nha, khi này em đặt cục bột lên nè, anh để chút xíu nè, em đặt cục bột 70% nè, em đưa xuống nè, em ép hai bên hông vô, đây cái bột này lúc này nó đen điểm ha, mình đưa xuống nè, đó tại sao em phải đưa xuống trước là tí nữa mà rất là dễ vuốt nha, mình không có bị khô ngay chỗ đầu móng, tại cái phần đầu móng á lúc mà mình đưa bột xuống á thì cái phần đầu móng nó bị mất nước nha, nó không có nước trong ly bịch, nó không có nước á. Đây cái phần này nè, anh chị nè, mình đang vuốt nè, em đè cái phần đầu móng cho nó mỏng, anh chị thấy không? Đó, em đè cái phần đầu móng nè, nhẹ nhàng nè, đó, xong em cắt bột nè, ok, cái chỗ này em để chút xíu, để em lên 25 nè, đây, rồi bắt đầu em sẽ dùng mũi cọ, em đè nó xuống, em vuốt nè, vuốt cho nó đều ra nè, đây, đè nó xuống, em vuốt đều ra nè, đó, chị thấy không? Vuốt đều ra, xong, thì mình sẽ dùng cái cục thứ hai nhé, mình sẽ lấy cục thứ hai ít hơn cục thứ nhất nha, ít thôi nếu mà nhiều quá anh chị vuốt nó bị dày. Đây cái cục này thì hơi nhỏ nha, không được bỏ đi. Đây cục thứ hai nè, anh chị đặt làm sao mà cho nó sát sát khi được cùng một chút xíu nha, đặt mà dính cũng được, dính xung cầu luôn cũng được. Đây để nè, đưa xuống, ép hai bên hông vô nè, đây mình đưa xuống trước nha, mình vuốt xuống trước cả. Đây xong bắt đầu mình đặt nó ra hai bên hông nè, mình đưa nó xuống đây. Đây bên đây thì anh chị sẽ thấy nó chảy hai bên hông chút xíu à, anh chị thấy không? Mình dùng cái mũi cọ mình vuốt nhẹ nó xuống nè, xong anh chị biết làm gì không? Đập nó vô, vuốt, vuốt nó xuống, đó, đập nó vô, vuốt nó xuống. Anh chị thấy bên hông này đẹp nè, ha, bên đây cũng vậy nè, để xuống, đó, xong mình sẽ dùng cái mũi cọ nè, mình đè nè, mũi và thân nè, mình đè nè, mình ép nó vô nè, anh chị thấy không? Mình ép sát nó vô nè, đó, diễn ra như thế này. Một mũi em bị thế này, cái màu em yêu bị hết rồi hả? Ok được, anh giữ lại cho, không thích nhiều người thích mạnh được không? Mình mạnh như người khác mạnh này, một mắt mà bỏ mũi,
Một tao không mắc nha. Gửi yêu. Đưa đi tao gửi cho bộ trắng hồng đắp nhất nắp luôn. Bảo đảm là nhất. Anh chị thấy cái màu này không? Trời ơi, cái màu này gặp ông ơi thì tuyệt vời nha. Đây, em ép thanh phong lên. Để nó vô. Đây. Xong, mình đưa nó xuống nè. Thì nè, thấy cái mũi cờ nó quay nè. Đưa nó xuống. Nhẹ, xong. Mình lấy cái mũi nè. Đánh nè. Đập nó vô nè. Đưa xuống nè, đưa xuống nè, đây chị thấy nè, đưa rất là nhẹ nhàng nha. Đây, khi mà cái bột anh chị cảm thấy mà nó đang bị khô rồi đó, nó đang khô nhanh á, thì anh chị sẽ dùng cái thân vuốt. Còn ví dụ như á, mà anh chị dùng cái thân là đè xuống vuốt, thì khi mà bột mà nó khô rồi á, thì anh chị sẽ dùng hết nguyên cái thân đè nó xuống, đè mạnh lắm. Đây, sẽ cắt bột đi. Đắp rất là nhẹ nhàng anh chị nhé, màu rất là đẹp, màu này đắp ông quay thì rất là đẹp luôn. Thôi được đâu mà biết, em gửi ra chờ cỏ về gửi tiền em luôn. Ok em đợi cỏ về em gửi tiền luôn cho. Cái màu này đẹp lắm, màu này tuyệt vời anh chị nhé. Cái màu này cò đây, mình đưa sát khi đi cò này nhé, mình đưa xuống, ép hai bên thòng đẩy lên xíu, ép lên đẩy lên xíu, đây. Vút xuống trước nè, đây nè, ép vô vút nè, bên hông như vậy nè, ép vô vút. Đó, mình thấy nó ra như thế này ha, mình đừng có vội đắp nha, mình có sợ mình có gắp, đây vút nhẹ nó xuống nè, rồi đập nó ra nè, đập nó ra vút xuống nè, một bên, mình đây cũng vậy nè, không, sau mình lấy nè, lấy liền nước, thêm một chút xíu nữa nè, vút qua nè, đó, lấy nè, này rất là đẹp luôn. Đũa thì nhẹ nhàng ha. Tí nữa em sẽ chỉ cho anh chị cái cách đũa xếp này ha, rất nhanh gọn đẹp, không tốn sức nhiều nha. Đây mình đặt lên nhé, đưa xuống nha. Đó, anh chị thấy em tắt bóng giờ lúc nào cũng vậy, ép hai bên hông trước nè, ta bắt đầu nè, mình dùng cái mũi cọ nè, mình đưa bột xuống từ từ nè. Tại cái phần này á, lúc mà anh chị bỏ lên á, nó bị khô, phần dưới nó thiếu nước nên là rất dễ bị khô nhanh ha. Nên là em sẽ đưa nó xuống trước đây nè, như cái này nè, nó đang bị khô nè, em sẽ dùng cái thân cọ dữ lắm là anh chị không. Đó, khi mà em vuốt nó ngã ra bột rồi đó thì em nó dễ đi được, bột nó dễ đi. Thì khi mà anh chị mà để nó khô, anh chị vuốt á, nó bị dày cái đầu móng. Nó dày cái đầu móng thì sao? Thì anh chị buộc là anh chị phải lấy cái miệng tay em chị giữ cái đầu móng cho nó xuống ha. Đó, rất là nhẹ nhàng nha. Đây, cắt bột đi nè. Đó, bột lên. Đang dùng cái thân vuốt lại nè, dùng là dùng cái thân anh chị nha. Đấy. Anh chị học ở đâu cũng vậy, học bột cũng vậy, anh chị phải hiểu được bột trước đã, mình cho được bột trước đã. Hello Cường khỏe không? Hello Chị Lệ khỏe không anh? Hello hello, cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn mọi người đấy, ủng hộ cái livestream này của em nhé. Nếu mà ai thương thì cho em một cái chia sẻ nhé. Ai thấy bộ ích thì cho em một cái chia sẻ. Đây mình đưa xuống nè, mình ép, mình lấy cái mũi cọ nha, mình ép nhẹ lên nè, mình đắp từ từ cho anh chị xem nhé. Đây thì anh chị sẽ thấy cái này nè ha, cái này anh chị nghĩ là nó đang chảy nhưng mà không nha, mình cố tình nha anh chị nha. Đây mình sẽ ép vô nè, mình sẽ ép vô nè, vuốt xuống nè. Đây anh chị thấy cái bộ ha, mình sẽ vuốt nhẹ ở bên đây cho nó mở cái khóe ra là mình về nó vô lại nè, chị thấy không? Đó, bên đây cũng vậy nhé. Rồi ép nè, đập nè, nhẹ nè, khi mà anh chị nhấp hai ba lần á thì cái bột nó sẽ ngã ra, anh chị dễ vuốt hơn. Đó, khi mà anh chị nhấp gì nè, anh chị vuốt á, anh chị nhấp nhẹ nhẹ xong mình vuốt xuống á thì cái bột nó ngã thì nó đi dễ hơn. Xí nghe em sẽ cho anh chị xem hai bên hông rất là đẹp luôn, đắp theo cái kiểu này thì rất là đẹp. Bình thường thì em đắp một cục, nhưng mà hôm nay thì em chia sẻ cho anh chị nào mà chưa giỏi về bột đó, thì em sẽ chia sẻ cho anh chị cái cách này ha. Cái cách này rất là nhanh, đẹp, không cần tốn sức rửa tay nhiều nhé. Mình vuốt xuống là anh chị thấy không? Đưa là khi mà em đưa, em không có đưa nhắc
lắp một chỗ hả? Em đưa nè, từ trái qua phải, từ phải qua trái nè. Đó, mình thấy cái bột nè, anh chị thấy bột nó đi theo phần cỏ của mình, muốn tới đâu thì cũng đi tới đó thì ok. Thì khi á mà cái bột nó đã quá khô rồi á, cứng rồi á, anh chị sẽ dùng hết luôn cái thân này, nguyên cái thân cỏ luôn, chị để anh chị rút. Đó, anh chị thấy em đắp ha, không việc bị dày đồng bóng nha, tại vì cái phần đồng bóng nó dày á, tí mình rửa tay nó cực nha anh chị nha. Rửa ra đây nha, đây rút lại nè, chị sẽ rút lại một chút xíu, cái ngón trái thì nó dễ hơi cao, nhưng mà để anh đi xa xa ra xíu đó. Tay to quá hả? Bình thường bình thường lấy tay này bình thường chưa to đâu. Đây anh chị ha, mình đợi cho nó ráo một chút xíu nè, đợi ráo nè, đặt lên nè. Đó, mình để sát sát chút nè, tẩy hai bên hông, ép sát da luôn nha, sát da luôn nha. Có nhiều anh chị thì kêu là cái này sát da cái này gì hả, không nghe anh chị nha. Tùy theo anh chị dùng bột khô như thế nào hay là cái hiệu bột của anh chị dùng như thế nào thôi, chứ không phải là sát như thế này dễ hở đâu nha. Cái khách em đi cho một tháng trong này sao mà dễ hở được đây nè. Lúc mình rút á, mình sẽ đè lại, mình rút lại nè, anh chị thấy nó sẽ đẹp hơn không hả? Thì khi mà anh chị rút á, anh chị rút như thế này nè, thì nó sẽ hở ở bên cái tay á ha, để anh chị đập nó, anh chị rút nó đến này nè. Cái này em rửa không cần suy nghĩ luôn anh chị, đây nè, để em nè, em thẳng lên nè, đây em thẳng lên, mình rửa không cần suy nghĩ luôn nha. Đây quay quay xí dạ, đó anh chị thấy nè, xong mình sẽ rửa ở dưới nè. Em sẽ giữ nhanh cho khi để máy cho anh chị xem nhé. Anh chị ha, tí nữa cái khâu chạy máy nó là quan trọng nha anh chị nha. Hello hello, đây nó cứng quá. Đây nè, mình sẽ ép vô nè anh chị ha, mình ép vô nè. Đó, đường cái giữa lên từ tầng. Đây cái vũ này cũng rất là rất luôn, em xài chắc cũng 3-4 ngày nay rồi nhưng mà vẫn ok nha. Nhưng mà cái này không có bán, và anh chị nào bất cứ order gì giống như kiểu thêm một đầu vũ 5 đồng em bán cái website, đây cũng gửi kèm cho anh chị cái chai vũ nha, em không có bán anh chị nha, vũ này không có bán em chỉ tặng thôi, chỉ tặng theo những khách hàng mà order hàng với em thôi nha, chứ không phải là khách nào cũng tặng cho em đói. Không phải thôi cũng tặng cho anh nói á. Đây chị thấy ha, thẳng lên bên đây cũng vậy. Hello hello mọi người, cảm ơn chị đã ủng hộ livestream này của em nhé, chưa có xong đâu. Cái phần chạy máy nó mới quan trọng nha anh chị nha. Đó em thấy em vũa vậy là em đã đủ cực rồi đó chị thấy không. Em vũ cái này em thấy là đủ cực rồi đó. Thì mấy cái vũ kia thì thật sự là mình giúp cho mình làm sếp rất là đẹp đúng, nhưng mà nhiều khi mình làm nguyên ngày á thì mệt lắm, cái đó để chừng 3 bộ thôi là em thấy cái tay em đã luôn rồi đó. Em có 7 món sếp khóc thật không em? Dạ có nha anh, dạ có nha, dạ có nha, liên hệ với cái số điện thoại ở trên nha, xong qua mà cũng like nữa mấy cái này xấu quá cũng like hả. Ok anh, nói chung là cái này mình like hướng dẫn ai mà chưa giỏi thôi, còn nói chung là mấy anh làm đẹp hơn thì chắc chắn không thôi em đâu. Đây cái này mình rửa sơ sơ đây ha, đây anh chị ha, rồi từ đi xuống nữa sẽ thấy nhé. Thấy Vinh Trinh nghĩ cái này là Vinh Trinh, cái này không phải là anh Vinh Trinh kia đâu, cái này anh Vinh Trinh thầy thích thôi. Thì nói chung là xấu đẹp thì mỗi người một thứ nhé, thì anh không thích thì anh có thể đi ra thì bình thường nhé. Đấy rồi, rất là đơn giản nè. Anh lên tâm đi nhẹ nha, đừng khó đè nha anh chị nha, đi chỉ đi cồn nhẹ nhàng thôi. Đây anh chị thấy không, đây đó chị nhìn nè,
À, đi anh kêu anh Dũng thôi kệ đi anh, mấy người đó để em đi anh, đâu quan tâm chi. Nói chung là mình có làm tốt thì ai muốn học thì học, còn không ai muốn học thì ai giỏi thì đấu thì coi anh chi. Đây anh chị, tại sao mà nãy em nói là nhờ máy chứ mình không có dùng sức nha, thì mình đi nè, ví dụ như anh chị đi xuống nhẹ thôi, anh chị nghe cái máy là biết em mở nhỏ rồi ha, mình đi xuống nhẹ nhàng như thế này, đây nhẹ nhẹ thôi nha anh chị nhé, đừng có mạnh đó. Cho mình đi nhẹ cái critical này đó, đây anh chị thấy không, cũng không cái critical của em này, sau mình sẽ chạy cái critical cho nó ổn lại đó, không trả lời thì tự thắt là im rồi đi thôi, không có gì đâu mà phải tranh luận với ông làm gì đẹp. Đấy. Đấy. Thì mình sẽ tiếp tục đi nhẹ ha, cái này thì em có dạy ở trong cái phần lớp của em, nói chung là chạy cái này nó rất rất là đỡ tốn sức luôn, mà nó cũng rất là đẹp ha. Đây. Đi nhẹ nhàng đi xuống em chị ha, đó chị thấy ha, từ cái critical, từ độ dày độ u của móng có đầy đủ. Rồi, mình đi nhẹ xuống dưới thì cái này là chưa hoàn thiện nha, cái này chưa hoàn thiện, tí nữa sẽ chỉ cho anh chị cái cách này hoàn thiện hơn nhé. Đây chị thấy ha, rất là thẳng nè, nhưng mà cái này thì chưa giữ cái phần đầu móng luôn, anh chị thấy ha. Đây mình sẽ chạy nè, nhẹ nhàng nè, chạy lên nhẹ thôi nhanh chị nha, mình đẩy da của khách đẩy lên nhẹ này là anh chị thấy ha, mình đang đi cái con này đây mình lên nè, đó đây anh chị thấy ha, em cắt cái tay thì cho cắt cái da nó đi luôn nè, mình đi nhẹ thôi không cần đi mạnh nha, nhẹ nhàng xong mình giữ tay xuống nè, đi nhẹ thôi nha, mấy cái người là chửi rủa, nói chung là nó có nhiều vấn đề lắm. Không nói được nhưng mà nói nhiều vấn đề là chuyện họ đi, nói chung là có thể là họ cũng vui trong lòng. Đúng rồi, chạy sơ là thấy nó khác này nè, nói chung là tại sao là em nói là em không có đường chạy chạy nhiều, tại vì chạy chạy thực sự là thật sự thôi, anh chị chạy chạy xong đi giữa chạy chạy xong anh chị phải giữ lại mà chắc chắn đó, chắc chắn một điều đó luôn. Đây anh chị sẽ đi xuống này, đi xuống này, cái này ở trong cái lớp học Atlanta chắc chắn là em sẽ chỉ rõ hơn nha. Đây mình đi nhẹ xuống, đi nhẹ thôi nha, đừng có để mất bột, xong mình chạy cái đi cồn nhẹ lại cái này, đây mình chạy nhẹ cái đi cồn lại cái, nhìn em giữa rất là đơn giản mà nhẹ nhàng nha, không gấp gì hết, đây không gấp nha anh chị nha, không gấp gì hết, nó không có nước tay rồi chị đừng có lo. Mình đi cái máy nhỏ vậy á, cái thứ nhất là anh chị chạy chạy bột á, nó định ha, cái này nó dính cái bao tay á, cái nó bị đứt á, nên nó hay chạm đó anh chị, sơ sơ vậy thôi chị thấy ha, đó anh chị thấy ha, rất là đẹp, cái hang lá sâu rồi nói chung là ghé ăn chút ở thôi. Mấy anh chị thấy em cho em cho mình nữa khỏe không, hôm nào qua tranh thực tế anh nữa nha, chị đất bỏ nghề gì cũng cái chung là thôi để em kể đừng có trả lời ông bạn gì, cái chung là mình bình thường mà mình nói ngắn người ta chưa rất trọng kể đi yên tâm rồi sao em chỉ ra được rồi kể đi, thấy người đó em cho cho mình hỏi nữa cũng thấy vui vui nó đừng có giấu rồi chửi chửi cũng thấy vui vui kể đi đấy thật sự vậy đó, có thể là người ta không có biết về cái môn này á, kể đi quan trọng gì đó. Em cũng hay qua trên sực ngoài, em cũng hay qua gọi chứ. Nhưng mà ghé ngay nhậu bữa thấy là con cá được hóa nè. Em mê nhậu lắm nè. Em mê gì nhậu lắm nè. Đây, mình chạy sơ sơ xuống nè, mình đưa xuống nè. Đi giữa xuống, sơ sơ quá. Mình nghe thấy nó không phải là bắt buộc đâu, mình đi nhẹ thôi. Đi xuống từ từ nè, chị thấy cái nặng nắng của em rất là nhẹ ha, mở máy nhỏ chạy từ từ, chị thấy không, rất là nhẹ, rất là nhẹ luôn. Thế là anh chị chạy vậy xong á, tí nữa anh chị giữa giữa tay á, sơ nhẹ lại trái thôi, em chị thấy em đi kim cô không, chạy nó lên nhẹ cái nữa nè, chạy sát lên nè, đó, xong em giữa cái phần này cho nó mỏng nè, dùng cho nó natural hơn chút xíu nha.
đi xuống dưới nè. Mấy cái này kệ đi, kệ đi, mấy người đó nói, mấy người đó nói rồi hồi mệt nữa nè, cái gì đâu mà phải nó chết hết đi. Thì hay bị lõm bên tay phải, thì cái hồi nãy em có chỉ đó, nếu mà chị bị lõm á, chị bút nghe hồi nãy vậy đó, cứ để chèn ra chút xíu, thật sự chèn ra chút xíu nè, anh chị thấy không, chèn ra chút xíu thôi đó, xong rồi tí nữa mình chỉ máy á, mình chỉ nhẹ thôi. Đây anh chị thấy à, cái này nè, anh chị thấy thấy rõ ràng là nó dính da nè, anh chị thấy không đó, rõ ràng nó dính da nè. Mình đẩy nhẹ thôi, mình lấy cái tay thôi, mình lấy cái thánh nè, móng này nó sẽ bị đau, cái móng này hơi xấu nên là anh chị thông cảm đó. Mình đẩy nhẹ đây nè, đẩy nhẹ đây xong mình đi nè, đi nhẹ thôi, nó bé nhỏ, đi nhẹ nè, anh chị thấy anh đi nè, đang đi nè nha, anh chị thấy không đó. Bắt đầu mình đi xuống nè, cái chỗ là dày cái mình đẩy xuống, nó dày mình đẩy xuống. Đúng rồi anh ơi, đúng rồi. Này chỗ này nó dày quá mình giúp nó ra và nó sẽ thẳng. Vâng, mình đưa thẳng xuống, mình đưa giữa xuống thẳng xuống. Có anh Vinh trên Vinh trên nữa nên thấy nó chỉ có vui thôi. Tốt tốt. Anh thấy em vẫn còn chỗ nào không được nữa, anh Vinh trên nữa. Chỉ anh luôn đi chứ giờ. Dở quá. Sống quá. Chị thấy không? Giữ cái còn này nhẹ thôi, tự lấy nhẹ là đi nhẹ đó. Đó mình đi nhẹ, nhưng mà anh chị tuyệt đối mình để cho cái chỗ cái đường này nó dày nha. Anh chị thấy không, cái chỗ này cái giữa này, cái giữa cho nó nằm xuống đây, cái giữa cho nó nằm xuống đó, chị cứ thấy là nó mới đẹp được. Xong rồi mình đưa xuống dưới nè, đừng cái đỡ nó u quá rồi, đưa xuống dưới đó, để xuống chút xíu nữa. Mình không có sức đó, thì mình nhờ sức với cái máy, mình kết hợp với cái máy mình đi ha. Đó, mình thấy không? Cái này đang chưa giữ sức nha, chưa giữ phần đầu móng nha. Em đâu quan tâm đâu mà từ giờ giờ không chơi, thấy mấy người đôi chuyện chỉ vậy, họ thích gì lắm nên là càng thích thì em càng nghe dễ dễ chạy gì anh ơi. Nè, mình đẩy nó nè, mình đi nhẹ nè, anh chị thấy không? Đó. Thấy rất là sát nè, cái điện cầu rất là sát nè. Rồi anh gặp anh không ra tiền, nói chung là anh chắc anh đang anh chửi em chắc cũng có tiền á. Ok ha, cái cách này thấy anh chắc giỏi dữ lắm nè. Thì vẫn là nó tiền ngồi coi lão xin với anh cũng tiền á, là chửi nó cũng tiền á. Tôi chỉ nhắc cái phone của em nó hơi bị cái lỗ tai nhỏ quá nên là không có cắt cái phone đó. Đây chị ha, thấy chạy nè, mình đi nhẹ xíu nè, chị thấy không, rất là đẹp nè, rất là đều và đẹp nè, đây thấy không. Mà mình giữa hay không nè.